Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng chạp của năm Kỷ Hợi. Như vậy là chúng ta cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chúng ta đã đến Tết. Một cái Tết đến có vẻ sớm hơn mọi năm. Thì trong những cái buổi live stream cuối cùng của tôi trong năm Kỷ Hợi này thì tôi xin phép sẽ trình bày những vấn đề mà tôi nhận được rất nhiều các cái câu hỏi trong suốt năm qua, và đến giờ thì tôi mới có thời gian để tổng hợp lại để chia sẻ dần dần với anh chị trong mười mấy cái ngày này. Thì một cái câu hỏi mà tôi nhận thấy anh chị em rất là quan tâm đó là khi khởi nghiệp thì có nên khởi nghiệp cùng bạn bè hoặc là cùng những cái người quen thân hoặc là những cái người mà có cùng cái mong đợi khởi nghiệp với mình, thì ta mời chào mình hợp tác cùng họ hay không. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng mà với tư cách là người đi hỗ trợ cho rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp, và bản thân tôi cũng phải trải qua một quá trình khởi nghiệp nhiều năm, thì câu trả lời của tôi là không nên. Chắc hẳn các thầy giáo vẫn hay nói một câu chuyện đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi với nhiều người. Và hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ khi mà khởi nghiệp thì đều nói câu này, hàm ý rằng là bây giờ muốn làm được cái việc lớn, muốn làm được cái việc nó vĩ đại, ví dụ như là khởi nghiệp thành công, thì phải có rất nhiều anh em bạn bè xuống tay vào, mỗi người đóng một vai thì mới có thể thành công được. Thế nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ rằng là ở cái câu này thì chúng ta nên hiểu một góc độ khác. Rõ ràng là không có công ty nào chỉ có một người làm chủ mà có thể tạo thành một công ty được, mà cũng cần phải có các phòng ban, có anh em, có tuyến trên, có tuyến dưới, có người lãnh đạo, có người nhân viên. Vì vậy là đây người ta muốn nói rằng là muốn đưa công ty đó phát triển được thì phải có nhiều người cùng xuống tay vào. Thế nhưng mà nếu áp dụng cái câu này trong cái trường hợp là 2-3 người cùng hùn hạp với nhau để làm cái doanh nghiệp startup, thì tôi không biết ở trên thế giới này ở đâu thì thế nào, nhưng ít nhất ở Việt Nam tôi nghĩ rằng là ít có tấm gương thành công khi mà chúng ta hợp tác với nhau như vậy. Tại sao lại như thế? Trước khi tôi chia sẻ cái suy nghĩ của tôi thì tôi phải nói luôn đó là cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Chắc hẳn các bạn sẽ tìm được đâu đó những cái ví dụ nào là 3-4 người này hợp lại làm một cái xưởng may thành công, 2-3 người mở một tiệm hàng hoa cũng thành công, 3-4 người mở cùng một quán ăn bình dân thành công, 5-6 người mở công ty về IT thành công. Và cũng có thể anh chị em lấy luôn một ví dụ rất kinh điển như là FPT chẳng hạn, thì anh Trương Gia Bình cộng với cả mười mấy cộng sự khác đã phối kết hợp với nhau để làm thành một công ty FPT tuyệt vời như ngày hôm nay. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, đó là những trường hợp rất điển hình, và cái bối cảnh nó cũng rất khác với chúng ta hiện nay. Thế còn thì ở FPT ấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn có lời khuyên với anh em bạn bè, đó là nếu cậu muốn kết hợp nhiều người thì cậu nên kết hợp hành thành 12, 13, 14 người đi. Chứ còn cái kiểu mà 2-3 người, đặc biệt là 2 người mà kết hợp với nhau, thì tôi ít ghi nhận là trường hợp cơm lành canh ngọt từ đầu đến cuối. Khi con người ta chưa có tiền thì người ta rất dễ tìm đến với nhau, và thậm chí là khi khó khăn người ta có thể đồng hành được cùng với nhau. Thế nhưng rồi đến khi nào mà người ta vượt qua giai đoạn khó khăn đó rồi thì nó không còn đơn giản như vậy nữa. Người ta bắt đầu phải chia tiền, người ta bắt đầu phải ngồi xuống để cùng hoạch định một chiến lược tương lai, người ta bắt đầu phải tiến hành những cái công cuộc cải cách, mà lúc đó ông nào cũng cho rằng mình đúng, ông nào cũng cho rằng mình giỏi, và ông nào cũng nghĩ rằng tại sao mình cũng là chủ đồng sở hữu công ty này mà mình lại phải nghe nó. Và thế là chưa kể ảnh hưởng của vợ hoặc chồng này, ảnh hưởng của gia đình người thân này, rồi là mỗi bên đều có những bạn bè, các quân sư quạt mo, các quân sư quạt nan nữa. Cho nên là cái xung đột lợi ích là xảy ra rất nhiều, và thế là tan đàn xẻ nghé ở những cái giai đoạn rất đáng tiếc. Ngay cả trên thế giới thì tôi cũng nghĩ rằng là anh chị em có thể lấy những ví dụ như là Microsoft, ví dụ như là Google, vân 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 vân, thì ban đầu cũng có thể là có 2-3 người cùng hợp tác với nhau thật đấy. Thế nhưng anh chị xem, còn lại, giữ lại cũng chỉ có một người thôi. Nói Microsoft chúng ta nghĩ đến Bill Gates đúng không ạ? Rồi là nói đến ví dụ như Amazon là nói Jeff Bezos, nói là Google thì là chúng ta chỉ nhớ một người thôi. Thế còn những cái người còn lại thì có thể ban đầu cũng đóng góp 50% công sức, nhưng mà cuối cùng thì cũng được một lúc nào đó thì cũng gọi như là thôi, bán lại cả công ty đấy.
Nhưng mà đấy là người nước ngoài, người ta còn có cái gọi như là cái văn minh trong hành xử với nhau, và người ta cũng gọi như là sẵn lòng là thôi thì ông làm cái này tôi đi làm cái khác. Thế nhưng ở Việt Nam thì có rất nhiều các cái hệ lụy, nào là xử lý công nợ này, nào là xử lý cái thương hiệu đó này, rồi là tranh giành tên công ty, rồi là lập ra những công ty sân sau, sau đó là thu hút hết khách hàng của cái công ty mà mình đã từng hùn vốn trước đây, rồi là nói xấu cái công ty cũ chính cái trước đây mình thành lập ra, cạnh tranh không lành mạnh và rất nhiều cái hậu quả đáng tiếc khác. Cho nên lời khuyên của tôi đó là chúng ta không nên. Thế thì tại sao lại không nên, thì tôi xin phép thế này. Chúng ta phải quay trở về cái câu hỏi căn bản nhất là lý do gì mà chúng ta lại cần có một người đồng hành cùng chúng ta trong quá trình khởi nghiệp. Nếu chúng ta thiếu vốn, tôi vẫn nhắc lại là vốn là một vấn đề rất quan trọng các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế nhưng mà nếu ta thiếu vốn thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể là vay mượn, chúng ta có thể là tiết giảm các loại chi phí, chúng ta có thể là kêu gọi các quỹ đầu tư nếu như sản phẩm dịch vụ chúng ta là có khả năng chiếm lĩnh được thị trường và các nhà đầu tư nhìn thấy cái điều đó. Và chúng ta có thể là bằng các hình thức về tín dụng, có thể là dùng từ tín dụng này hơi lớn lao nhưng mà gọi là vay mượn trong bạn bè, vay mượn trong gia đình, hoặc là bán luôn cả cái căn hộ của mình đang ở đi để lấy tiền khởi nghiệp. Còn nếu chỉ vì bạn thiếu một chút vốn 1 tỷ, 2 tỷ đồng mà bạn chấp nhận là cho một người người ta vào nắm giữ đâu đó 40-50% cái doanh nghiệp của mình, mà cái cậu bạn này hoặc là cái người này cũng chẳng có gì hơn mình về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm, và cũng chẳng có cái gì gọi như đóng góp được cái phần thiếu hụt của mình ngoài những đồng tiền họ đưa ra, thì đây là cái sai lầm rất là kinh nghiệm. Nếu có người ta đến với nhau chỉ vì tiền thì chắc chắn người ta cũng ra đi với nhau chỉ vì tiền. Đầu tiên thì đóng góp vào là 40-50% và được chia cái gọi là lợi nhuận 40-50%. Thế nhưng vấn đề là khi mà công ty đi vào ổn định hoạt động, bắt đầu sinh lãi ấy, thì khi người ta nhận được 40-50% cái lãi đó rồi thì bắt đầu người ta lại nghĩ là không biết là mình có được nhiều hơn nữa không. Mà trong công ty thì thường là chỉ có một người đứng đầu, còn một người chấp nhận phải là vai phụ. Vậy ai sẽ là vai phụ? Cái người vai phụ thì sẽ nghĩ rằng người vai chính đang lạm quyền và đang gọi như là chia chác không công bằng. Cái người vai chính thì lại nghĩ rằng thằng kia nó chả làm gì cả, tại sao mình phải chia cho nó nhiều như vậy? Cho nên là cái xung đột xảy ra ngấm ngầm mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí, mỗi chút một chút. Có thể là đôi khi nó chỉ là chia những cái lợi ích rất là nhỏ thôi. Rồi là các cái chi phí bắt đầu dẫn đến việc là chúng ta kiểm soát nhau, là không biết tại sao tháng vừa rồi tiền điện lại nhiều thế, không biết là tại sao thằng này nó đi máy bay mà toàn đi máy bay hạ si như thế, tại sao thằng này nó không đóng góp công trạng gì mà quà Tết nó lại ngốn nhiều tiền của công ty như thế, và những cái câu chuyện nó cứ nho nhỏ như vậy và dẫn đến những xung đột rất đáng tiếc và không thể ngăn cản được. Thế còn thì bây giờ tiếp tục nữa là thế bây giờ chúng ta tìm một cái người mà bù đắp cho chúng ta một cái mảng mà chúng ta thiếu hụt. Ví dụ tôi rất giỏi về bán hàng nhưng mà tôi không giỏi về quản lý tài chính. Tôi rất giỏi về marketing nhưng tôi lại không giỏi về quản lý nhân sự. Thì chúng ta phải tìm được cái người mà bù đắp cho chúng ta cái phần thiếu hụt đó. Thế nhưng chúng ta hãy nhìn lại thử xem trong doanh nghiệp SME, các doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta hiện nay, cái người mà chúng ta muốn kết hợp có thật sự là họ có cái phần mà chúng ta thiếu hụt hay không? Hay chúng ta lại có xu hướng là tìm những người mà giống như mình, hai ông cùng học một trường với nhau, tức là hai ông cùng giỏi marketing giống nhau, thế nhưng mà phần quản lý nhân sự là bằng con số không, hai ông cùng giỏi về gọi như là quản trị nhân sự với nhau thì khả năng bán hàng lại giống nhau là bằng không, thế cho nên là bị dẫm chân lên nhau, những phần mảng thiếu thì vẫn cứ thiếu. Và khi chúng ta thiếu hụt như vậy, chúng ta cũng đi tuyển người bên ngoài về, tuyển người về bắt đầu chúng ta phải trả lương cho họ, và thế là chúng ta mới cảm thấy là cái cậu đồng nghiệp với mình hiện nay, cái người đồng hành cùng mình hiện nay nó rất thừa thãi. Không thể nào hai người cùng ra một quyết định về quản trị nhân sự hay là hai người cùng ra quyết định về bán hàng được, ông nào cũng muốn tranh hôn, và thế là cuối cùng thì nghĩ rằng là tiếc tiền là mình muốn loại bỏ cái thằng kia đi, trong khi mình lấy tiền đó mình thuê thằng khác bên ngoài về để bù đắp cái phần mình thiếu còn tốt đẹp hơn. Đấy là cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ ba đó là khởi nghiệp các bạn phải xác định là một cái quá trình mà chúng ta sẽ phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả kẻ máu nữa. Và nếu như không phải chính mình đủ can đảm để vượt qua những khó khăn đấy thì mình định chia sẻ cái khó khăn đấy cho ai đây? Mình còn lười buổi sáng chưa muốn dậy sớm thì mình lại mong rằng mình có thêm một thằng bạn để nó dậy sớm cho mình chăng? Mình cũng chẳng có đủ tự tin đi gặp khách hàng để thuyết phục
vậy mà mình hy vọng thằng kia về nó sẽ đủ can trường và cái sự tận tâm để thuyết phục khách hàng để hộ mình chắc. Mình còn chẳng bảo đảm nhân viên của mình, vậy mình muốn cái cậu đồng nghiệp đó phải đứng ra ngoài kia để quát nạt dọa dẫm nhân viên của mình chắc. Tức là ở đây chúng ta đang có một cái xác định không đúng. Chúng ta phải là người trực tiếp đối mặt và đương đầu với những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, chứ không phải là tìm cách dồn cái đó cho ai. Khi mà chúng ta chưa có tiền, khi mà chúng ta còn khó khăn, thì cái việc dồn đó, cái việc là từ bỏ những cái trách nhiệm đó, chúng ta cảm thấy nhẹ thân. Thế nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, đó là khi bắt đầu công ty sinh lại và khi bắt đầu công ty ra tiền, thì chúng ta mới thấy rằng chính từ những việc mà chúng ta cứ dồn sang người ta, thì người ta đã trở thành những chuyên gia, người ta nắm được tất cả những câu chuyện đó. Thế thì chẳng có cớ gì mà bạn lại được quyền ăn nhiều hơn người ta. Và người ta cũng có tự nhận ra điều đấy, người ta cũng chẳng muốn là chia sẻ một cái phần ích lợi cho cái thằng mà trước đây bao nhiêu khó khăn nó dồn hết cho người ta rồi. Cho nên là cái xung đột nó lại tiếp tục xảy ra nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta chưa đủ tự tin, nếu chúng ta chưa đủ đủ sự can trường và cái quyết tâm để làm giàu, để khởi nghiệp, thì chúng ta đừng cứ gọi anh em bạn bè vào coi như kiểu là cùng đến đây chia sẻ. Nói thật anh chị em, chia sẻ với nhau khó lắm. Các cụ nhà mình có một câu là phải đồng thanh tương ứng và đồng khí là tương cầu. Vì vậy là cái người nào mà có cùng cái nhu cầu với mình, có cùng cái quan tâm như mình, có cái khí chất giống mình, có cái nguyện vọng ước mơ hoài bão giống mình là vô cùng khó khăn. Cho nên hiện nay có rất nhiều công ty người ta làm một cách như sau. Có thể rằng bạn đến với tôi, nhưng mà tôi vẫn phải giữ 100% cái doanh nghiệp của tôi. Và tôi đồng ý rằng trong năm nay tôi khởi nghiệp bạn giúp tôi rất nhiều, thì đến cuối năm có thể về mặt doanh thu hay là lợi nhuận tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn. Thậm chí trong năm đầu tiên tôi chỉ giữ lại 20% lợi nhuận, tôi chia hẳn cho bạn 80%. Thế nhưng mà không có nghĩa như vậy là tôi đưa bạn vào trong cái danh sách của hội đồng cổ đông của tôi đưa bạn vào danh sách những nhà sáng lập của tôi, để rồi cậu vĩnh viễn cậu ngồi đây, bạn vĩnh viễn ngồi đây để mà bạn gọi như là làm chủ công ty này. Đấy là những cái mà tôi khuyên thật lòng các bạn. Các bạn hoàn toàn thì chia lợi nhuận mà. Có những thời điểm mà chúng ta sẵn sàng có khi chia đến 90% cho anh em, bạn bè, những đối tác, những người thân, những người đã giúp đỡ chúng ta và giúp chúng ta thực hiện những nhiệm vụ mà chúng ta không đủ sức một mình làm. Thế nhưng không có nghĩa là cứ phải đi thay đổi đăng ký kinh doanh để đưa tên người ta vào, để người ta cũng là thành viên hội đồng quản trị, rồi nắm giữ các cái vị trí nào đó. Và tôi sợ nhất cái cảnh đó là khi mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn cần nhau ban đầu rồi, nhìn thấy mặt nhau trong hội đồng quản trị đã thấy ghét, cứ đến cơ quan nhìn thấy mặt nhau đã không muốn nói chuyện, nó như trong cái gai trong mắt chúng ta vậy. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nên đây là cái lời khuyên mà tôi muốn là các anh, các chị, các em chúng ta phải cân nhắc rất kỹ khi kêu gọi. Và tôi nói thêm nữa là cái câu chuyện về khởi nghiệp ấy, để tìm được một người mà người ta có hoàn toàn có được cái tư tưởng, cái mong ước, cái quan tâm và cái nhiệt huyết như mình trong một đoạn thời gian rất dài là vô cùng là khó khăn. Lúc mà người ta đang chưa có tiền, lúc người ta cũng đang chẳng biết làm gì, mình kêu gọi họ thì họ cảm thấy ok, được đấy, tớ sẽ đi cùng ấy suốt chặng đường. Thế nhưng trong chặng đường đấy chỉ cần một chút khó khăn xảy ra thôi, một chút cái gọi như là hằm hè với nhau thôi, thế là vỡ tan vỡ tác cả một cái sự gọi như là cam kết từ ban đầu. Và cái này nó không phải là lý thuyết, cái này nó không phải là nhận định chủ quan, mà nó là cái thực tế đã chứng minh nó là như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta muốn hợp tác với nhau thì còn một cách nữa, đó là bạn khởi nghiệp lĩnh vực của bạn đi, tôi khởi nghiệp lĩnh vực của tôi đi, thậm chí là trong cùng một lĩnh vực thì bạn cứ làm startup riêng của bạn đi, rồi là tôi làm startup doanh nghiệp riêng của tôi đi, trong cùng một lĩnh vực. Rồi khi chúng ta trưởng thành, chúng ta vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn đó rồi, chúng ta sẽ bắt tay nhau là trên cơ sở là cân bằng mặt vị thế. Bạn có cái điều tốt A, tôi có điều tốt B, bạn có nguồn lực A, tôi có nguồn lực B, hai người có cái thị trường riêng, hai người có những bí quyết riêng, và chúng ta hợp tác với nhau để mà chúng ta có thể là cùng nhau chiếm lĩnh thị trường, chúng ta cùng thực thi những cái nhiệm vụ khó khăn mà một doanh nghiệp đơn lẻ không thể làm được. Thế thì điều đó tôi nghĩ còn tốt hơn, và lúc đấy nó là gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư, trên cơ sở là chúng ta gọi như là bắt tay nhau ngang bằng. Và nếu cần thiết nữa, có thể là nếu mà bạn sẵn lòng, tôi sẵn sàng tôi mua lại doanh nghiệp của bạn, hoặc bạn mua lại doanh nghiệp của tôi, và tôi chấp nhận là bán đi đứa con tinh thần của mình. Thế còn ngay từ ban đầu mà đã mong muốn theo kiểu là cái doanh nghiệp này tôi với cậu chia đôi chia ba với nhau, rồi là anh chị biết rồi đấy, ở Việt Nam này nhiều quân sư, nhiều thầy dùi lắm. Cái lúc mà gọi như là khó khăn thì có khi còn có người nói vào, thế còn khi mà bắt đầu có lợi nhuận mà hoành tráng rồi ấy, là bắt đầu nói xa nói gần nhiều thứ lắm,
nào là anh tại sao cũng là đồng sáng lập mà cái công ty đấy em chẳng thấy anh được phát biểu gì cả, hay tại sao con bỏ tiền ra con đi với nó từ đầu, bây giờ con chỉ là phó chủ tịch hội đồng quản trị mà thằng đấy được là chủ tịch hội đồng quản trị, để mà con người ta có thể là dẹp bỏ tất cả những câu chuyện như vậy làm điều vô cùng là khó khăn. Tôi nói thật, khi anh chị có tiền rồi cái danh nó cũng là quan trọng, nhưng đi giới thiệu đây là doanh nghiệp của tôi nó cũng tương đối là khác với việc ở đây là doanh nghiệp của chúng tôi đấy ạ. Ngay cả cái danh xưng là tôi hay chúng tôi thôi mà nhiều người không bước được qua đâu. Có bao nhiêu người có thể nói đây là doanh nghiệp của chúng tôi và vui vẻ mặc dù mình chỉ giữ vai trò là phó chủ tịch hay là chỉ là phó giám tổng giám đốc. Thế còn khi mà cái doanh nghiệp nó gọi là doanh nghiệp đại chúng rồi, nó bán cho tất cả mọi người trong xã hội này đều có quyền sở hữu nó rồi, thì lúc đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc là doanh nghiệp lớn rồi, nó không phải là khởi nghiệp, nó không phải là cái câu chuyện chập chững ban đầu nữa, thì lúc đấy con người ta hành xử với nhau rất đơn giản, trên cơ sở là tôi nắm giữ bao nhiêu cổ phần, tôi có được bao nhiêu cổ phiếu thì tôi hưởng như vậy, và tôi cũng chẳng quan tâm nữa là thực sự là hiện nay ai đang chủ thực đích thực của nó, bởi vì có khi nó là xã hội đang làm chủ của doanh nghiệp đó rồi, đúng không ạ? Và tất cả mọi người đều giúp về góc độ làm chủ và thuê một ông tổng đốc và ông điều hành đến đó và cứ đưa gọi như là lợi nhuận về đều đặn, thế là ok. Thế nhưng mà tôi nói đây là cái câu chuyện hoàn toàn khác về sau, cho nên ở đây tôi vẫn khuyên các bạn rằng là cái câu chuyện khởi nghiệp là câu chuyện không đơn giản và dễ dàng. Nếu chúng ta thật sự quyết tâm thì chúng ta hãy làm, còn nếu không chúng ta đi làm thuê. Giống lời khuyên của Jack Ma Mã Vân ấy, tôi làm thuê tầm khoảng 10 20 năm để thấu rõ được cái bức bối, cái khó chịu của một người làm thuê, và cũng là thời gian để chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức để bước vào một cuộc chơi mới, một cuộc chơi lớn nhưng mà vô cùng khó khăn và nó không đơn giản hơn một chút nào đâu. Đã có rất nhiều người khi làm thuê thì lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà từ ngày đi lập nghiệp làm chủ thì lúc nào trông cũng mặt mũi đăm chiêu cả, bởi vì rất nhiều cái áp lực đè lên vai. Và tôi nói lại, nếu bạn chịu áp lực thì bạn hãy làm, đừng bao giờ tìm cách san sẻ áp lực đó cho người khác, đấy là cách lựa chọn không đúng và chắc là cái khả năng thất bại của bạn cao hơn là khả năng thành công rất là nhiều. Thế nên ngày hôm nay tôi chia sẻ cái nội dung như vậy thôi, mong chúng ta hãy sáng suốt trong việc tìm kiếm những người đồng hành cùng với mình và hãy can đảm trong con đường sắp tới. À, chúc mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.